dừng lại không? Dạ. Tiếp tục phóng xanh nè. Chim bói cá mà để mà vô quay luôn. Dạ, ở đây là một con cá hanh rất là trị giá, thả luôn cá hanh. Dạ rồi, chàng tiên cá giải cứu thiên nhiên động vật đã đến. Không ngờ cái đăng này bẫy được cả chim bói cá luôn ạ. Rất đẹp. Cái này là một cặp uyên ương chim bói cá màu xanh dương. Dồn quay nó luôn. Thổi vô. Mọi bữa rất thích phóng xanh chim, bữa nay được phóng xanh chim. Em lên phim luôn. Đi đi. Đi đi. Chim bói cá. Đi đi. Bay nổi không? Chim bói cá mà tới vô đăng để bắt cá luôn hả? Còn đói dữ vậy hả? À có mấy con cá nhỏ nhỏ chết không? Lượm đưa nó ăn. Tụi nó làm gì quýnh lộn với nhau vậy? Hung nhau à? Yêu thương quá hả? Thôi để lên thuyền luôn. Rồi đi rồi kìa. Okay. Hôm nay là phóng xanh cá mà thành phóng xanh chim luôn à. Rồi xong. Rồi phóng xanh chó nữa. Chương trình này hay thật. Chim thú cá có đủ.